xe đạp F3 của bọn em xin chào các bác nhé. Hôm nay bọn em có một mẫu xe Twitter, xe đua mới về. Thì cái mẫu này thực tế là năm nay hàng Twitter làm rất là đẹp các bạn. Mẫu Twitter hôm nay em lắp cho bác xem là mẫu Twitter T10 Pro các bác nhé. Con này thì nó sử dụng bộ chuyển động Shimano 105 R7000 và chạy khung carbon. Và các bác theo dõi cái video này của bọn em lắp chiếc này lên xem mà cấu hình của nó như nào và đồ đạc của chiếc này như nào các bác nhé. Còn về giá của chiếc này thì em cam đoan cả các bác là giá chiếc này bọn em đang bán tốt nhất thị trường luôn, giá tri ân khách hàng luôn các bác nhé. Các bác theo dõi mẫu xe này của bọn em lắp lên xem mà con này có đáng, có hay không các bác nhé, có đẹp không các bác nhé. Như vậy là em vừa mới lắp xong chiếc Twitter T10 Pro bản 2019 cho các bác xem các bác nhé. Thì cái chiếc này về cơ bản em nhìn thấy rất là đẹp. Nó giống như cái chiếc Rocket hôm vừa rồi em mới làm cho các bác xem. Thì về khung rồi về chất liệu cũng giống y hệt con Rocket luôn, không khác gì. Con T10 Pro này thì là năm nay là sử dụng khung carbon này, khung càng carbon, cầu yên carbon. Chạy bộ tay lắp của Shimano 105. Mã của nó là R7000 các bác nhé. Đấy, hàng của Twitter thì càng về sau thì tem mác thiết kế em thấy càng đẹp các bạn. Tem phản quang này, rồi trên khung của con này em thấy làm sơn rất là đẹp. Đây là bản T10 Pro 2019 và con này là màu đen xanh biển các bác nhé. Cái vành của con này chữ Retrospect kia cũng là vành chữ phản quang các bác nhé. Có đèn chiếu vào nó sáng lên các bác nhé. Con này thì sử dụng đùi ao xe, đùi trục rỗng. Chạy 50-34, clip là 11-28. Em quay sát lại cho các bác xem chiếc này. Quá siêu mẫu luôn. Đây là khung carbon của xe Twitter. Các cái điểm khung thiết kế ôm vào cái lốp xe nhìn rất là gọn và đẹp. T10 Pro các bác nhé. Cầu yên carbon, yên da của Twitter. Con này thì sử dụng cụm phanh kia là của Retrospect, càng carbon. Sử dụng Mayer của Retrospect, chạy vòng bi bạc đạn. Lan hoa của xe thì là lan hoa dẹt rồi các bác nhé. Vành trước thì chạy 20 lan, vành sau thì là chạy 24 lan. Đây là Mayer của xe. Lốp chiếc này thì sử dụng lốp Kenda 700x25. Chiếc này là tay lắc Shimano R7000 các bác nhé. Đây để em bóc cho các bác xem luôn cái mạ tay lắc ở trong đây. Đây các bác này. Con này là Shimano R7000 năm nay nhé. Và của Nhật Bản các bác nhé. Đấy, đây là tay lắp của thằng Twitter T10. Phần trên thì tay lái của Twitter, vô tăng của Twitter và tay lái là tay lái dẹt các bác nhé. Tay lái dẹt. Con này chạy 105 R7000 thì là 2 tầng đĩa và 11 tầng lít. Tem Twitter làm rất là đẹp. Này bác này, nhìn nó rất là đẹp luôn, hình quả địa cầu ở giữa này nhìn rất là bóng bẩy và đẹp luôn. Sử dụng cụm phanh của Retrospect. Củ đề trước là Shimano 105 R7000 luôn.
chạy xích là của IBN các bác nhé. IBN là một hãng xích của Đài Loan, khá là tốt. Củ đề sau cũng Shimano 105R7000, chạy 2 tầng đĩa và 11 tầng lip, chạy Meyer Retrospect. Đấy là tiếng kêu của lip. Cái chớn mặc đạn của Twitter thì rất là tốt rồi. Các bác đi dòng Twitter lần trước thì là cũng đánh giá rất là cao về cái độ chớn của xe Twitter rồi. Cái chiếc này năm nay của bên em thì có 4 màu: đen xanh này, đen đỏ này, đen vàng chanh và một màu đen tuyền nữa. Chiếc này hiện tại bên em đang bán một cái giá rất là yêu thương, giá tri ân khách hàng luôn. Các bác muốn hỏi giá bao nhiêu thì các bác alo vào số điện thoại, hai số điện thoại em để trên video nhé các bác nhé. Năm nay cái mẫu này bọn em bán giá là rất là yêu thương luôn. Đây, tổng thể của chiếc xe đây. Càng ngày Twitter ra càng nhiều mẫu đẹp. Con này thì sử dụng khung carbon, càng carbon, trọng lượng xe rất là nhẹ các bác nhé. Em phải 60 cân để em cân lên các bác, để nhiều bác muốn hỏi chính xác cái trọng lượng của xe. Em lại sắm một cái cân mà em sẽ cân lên chính xác cho các bác là bao nhiêu cân chiếc xe này các bác nhé. Em xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong các video sau của bên em.